Xin chào các bạn, trong video hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gắn thêm và khai báo interface mới trên firewall BFSense. Và hiện tại trên firewall BFSense của tôi đang có hai interface. Interface thứ nhất đó là interface 1 có IP là 100.7, và tiếp theo sẽ là interface 70.1, đó là interface plain. Và trong trường hợp tôi muốn gắn thêm một interface mới thì tôi sẽ làm như thế nào? Nếu các bạn sử dụng trên máy thật thì các bạn cần gắn thêm một card mạng nữa. Và nếu các bạn đang sử dụng trên hệ thống VFair thì các bạn có thể tạo thêm một switch ảo mới và cấu hình thêm một interface mới cho firewall BFSense. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi sẽ đăng nhập vào firewall BFSense. Và firewall BFSense của tôi có IP là 70.70.70.1. Và hiện tại tôi đang đứng trên một máy tính có địa chỉ IP đó là 70.70.30. Rồi, và sau khi đăng nhập vào firewall BFSense, chúng ta sẽ vào interface và chúng ta chọn assignment. Vào tab interface assignment thì các bạn sẽ thấy interface 1 và interface plain. Đây là hai interface mà đang có sẵn. Và bên dưới này các bạn sẽ thấy được các cổng mạng mà firewall BFSense nhận được. Và bây giờ chúng ta chỉ việc chọn vào mũi tên sổ xuống và chúng ta sẽ chọn interface mà chúng ta cần thêm mới. Hiện tại do tôi chỉ gắn thêm một card mạng cho nên ở đây chỉ xuất hiện một card mạng duy nhất. Và nếu các bạn gắn 2 hoặc là 3 card mạng thì các bạn sẽ thấy danh sách những card mạng đó ở đây. Tôi sẽ chọn card mạng mới và tôi sẽ chọn S. Sau khi tôi chọn S thì tôi sẽ thấy một interface mới và đây là tên mặc định. Và nếu các bạn muốn xóa thì các bạn chọn Delete thì các bạn sẽ xóa. Bây giờ tôi sẽ chọn Save để lưu lại. Tôi sẽ tiếp tục bấm vào interface. Bây giờ tôi thấy thêm một interface mới đó là OBT1. Và vào đây các bạn có thể bật interface này lên. Và bên dưới này các bạn có thể đổi mô tả cho interface. Chẳng hạn như là các bạn có thể đổi thành là interface này dành cho server. Đó. Địa chỉ IP thì các bạn có thể chọn là địa chỉ IP tỉnh hoặc là IP động. Hoặc là các bạn có thể cấu hình BBBOE cho interface này. Tôi sẽ chọn địa chỉ IP tỉnh. Ngoài ra các bạn cũng có thể khai báo một địa chỉ MAC address cho interface này. Do tôi không cần cho nên tôi sẽ không khai báo. Và bên dưới này chúng ta sẽ đặt một địa chỉ IP. Tôi sẽ đặt là 60.60.60.1 và subnet mask sẽ là /24. Rồi, tôi sẽ bấm lưu lại và apply change. Rồi, vậy là xong. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra lại. Tôi sẽ vào interface. Và bây giờ interface mới đã đổi tên thành server. Và các bạn cũng có thể vào trang chủ để các bạn có thể xem. Ở đây các bạn sẽ thấy được những interface đang có nè. One nè, LAN nè, server nè. Kèm theo đó là địa chỉ IP nè. Rồi, rất là đơn giản đúng không các bạn? Và video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay, hãy chia sẻ video cũng như bấm vào nút like và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo nha.